Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Bến Tre 21, giải 8 Vũng Tàu 80, giải 8 Bạc Liêu 01 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Trẻ đặc biệt Bến Tre 675911, trẻ đặc biệt Vũng Tàu 169547, trẻ đặc biệt Bạc Liêu 498181. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số số miền Nam lần sau.